Ở tập trước, sân khấu của vòng thi National Custom Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 không chỉ nóng lên bởi những trang phục thiết kế của các bạn thí sinh đem đến, mà còn gây cấn và căng thẳng hơn bao giờ hết với sự đối đầu và tranh giành thí sinh quyết liệt từ vị trí của các mentor. Tính rất là khao khát và rất là thèm khát được làm chung với bạn cái bộ trang phục này. Tín hiệu vũ trụ, Tín có thể thấy là đỏ. Tín hiệu vũ trụ đó đặt sai người đó Tín ơi. Tín hiệu vũ trụ là thể thuộc về Nguyễn Minh Công nha. Khi mà một cái người nào đó thèm khát một cái điều gì đó mà bạn cũng mong muốn thì bạn phải tranh giành và bạn phải quyết liệt với nó. Dũng từng là trợ lý của em, bạn này có thời gian làm việc với em rất là lâu. Minh Công toàn là dùng mối quan hệ, quyền lực mềm của mình thì còn gì nữa đâu vui, chán. Đặc biệt, màn dùng quyền ưu tiên để cướp thí sinh của hai mentor Ryan Võ và Nguyễn Minh Tuấn càng đẩy sự kịch tính của vòng thi lên đến đỉnh điểm. Nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn đã dùng biểu tượng Miss Grand Việt Nam để giành lại thí sinh về team của mình. Trời ơi, tình huống thật là căng thẳng, chúng ta đang có một sự tranh chấp rất là đặc biệt. Wow, Ryan phải nói là quá chiến. Đôi khi chúng ta cũng phải ngồi ở đó mà chờ đợi những cơ hội nó tới với mình. Cái gì mà cũng giành cũng giật của người ta rồi, cuối cùng nó có phải thuộc về mình hay không là một chuyện khác nữa. Ở chặng đua cuối cùng này, các ý tưởng thiết kế đặc biệt nào sẽ được mang đến và các vị mentor sẽ dùng những tuyệt chiêu gì để chiêu mộ các thí sinh tài năng về đội của mình? Hãy cùng đón xem tập 3 ngay bây giờ! Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với thí sinh Võ Thành Đạt với tác phẩm Lạc Long Quân, Cá Chép Trong Trăng. Xa hơn xa chi chắc. Ồ lộn. Rồi dạo này cái âm ly của em có hơi vấn đề vậy. Dạ em xin chào ban giám khảo. Em tên là Võ Thành Đạt, em sinh năm 2003 và em là người con của quê hương Tiền Giang 63 Mãi Đỉnh. 63 Mãi Đỉnh, ở đây có ai Tiền Giang không ạ? Dạ nếu có thì kệ mọi người, em tiếp tục phần thuyết trình của mình. Dạ tương truyền, người là người đã khai sinh đất nước Văn Lang và tạo dựng nên nền tảng vững chắc để phát triển thành đất nước Việt Nam phồn vinh và thịnh vượng như ngày hôm nay. Vì lẽ đó em quyết định mang Lạc Long Quân đến với cuộc thi tìm kiếm trang phục văn hóa dân tộc Miss Grand Việt Nam 2022. Về khâu thực hiện, thứ nhất là về đôi giày. Ở đôi giày này thì góc độ như thế này với độ ly tâm là 60 độ và cái độ dài của cái chân thì chúng ta sẽ phải tìm cái trọng tâm của đôi giày để chúng ta có thể người mẫu đứng vững được. Nói chung là chúng ta sẽ phải đảm bảo được làm sao người mẫu có thể đứng được cái đôi giày cao như thế này. Tại vì nếu như mà thật sự làm lên bộ đồ thì chân người mẫu chỉ tới đây thôi. Ở đây em làm phần ngón chân sẽ dài ra tận phía sau để có thể giữ vững được thăng bằng cho người mẫu, giữ vững được trọng tâm để người mẫu có thể an tâm khi quất mà không có bị té. Còn nếu té thì em không biết gì hết, em không chịu trách nhiệm đâu. Em rất tự tin về cái mô hình rồng này của mình bởi vì em tốn hết tiền lương cả năm trời vô nó. Hơi đau lòng tí thôi. Sự đầu tư. Và với bộ trang phục thứ hai là Cá Chép Trong Trăng. Thiệt ra rất nhiều người Việt Nam không dám khẳng định Lý Ngư Vọng Nguyệt hay tiếng Quốc ngữ là Cá Chép Trong Trăng là của Việt Nam, bởi vì chúng ta đã sử dụng tiếng Hán quá nhiều và khiến cho mọi người không dám khẳng định cái điều đó. Và lần này em mang đến Miss Grand Việt Nam 2022 bộ trang phục này để khẳng định Cá Chép Trong Trăng là một cảnh đẹp có nguồn gốc từ Việt Nam. Dạ, thì đó là tất cả những gì mà em muốn chia sẻ. Em xin cảm ơn ban giám khảo và ban tổ chức ạ. Cảm ơn Thành Đạt rất là nhiều. Rồi bây giờ thì xin mời các mentor chúng ta. Cho anh hỏi em một chút này, trong hai cái mẫu này thì anh rất thích cái Cá Chép Trong Trăng. Dạ. Vì chất liệu này và tỷ lệ với cả cách xử lý. Nhưng mà em có khẳng định em đủ tỉnh táo để em làm mẫu này không? Dạ em đủ tự tin và tỉnh táo. Chắc chắn không? Dạ em chắc chắn. Nếu như cả hai bộ đều được vào vòng trong thì em tự tin và em xin chắc chắn và khẳng định là em có thể hoàn thành xuất sắc được cả hai bộ trang phục. Với cả em có một cái đặc biệt, em sẽ làm guide tour tốt hơn là nhà thiết kế. Nhưng mà anh thật lòng, nhưng mà anh thật sự anh đang rất thích cái này và anh đang cũng 50-50 là không hiểu là nếu như anh sẽ chiến đấu để giành em
để em làm bộ này thì anh có sợ bị hoảng loạn khi mà anh sẽ phải gặp em để mà trao đổi không? Thì anh chỉ lo điều đấy thôi, còn đâu anh rất là thích, thật sự là anh rất thích cái mẫu này. Vâng, và xin mời các mentor chúng ta hãy đưa ra sự lựa chọn. Như vậy chúng ta có nhà thiết kế Tính Thái, nhà thiết kế Nguyễn Minh Công và nhà thiết kế Vũ Việt Hà và cả nhà thiết kế Brian Võ. Như vậy là chúng ta có tới 4 mentor. Dạ em xin cảm ơn. Vâng, và sự lựa chọn thì thuộc về bạn. Dạ em xin chọn anh. Em chọn anh Nguyễn Minh Công ạ. Nguyễn Minh Công ạ. Xin chúc mừng mentor Nguyễn Minh Công. Chúng ta hay gọi là trái tim chạm đến trái tim đó mọi người. Em và anh Nguyễn Minh Công đã có biết nhau từ trước đó. Anh Nguyễn Minh Công là người đã truyền động lực để em đến với Miss Grand Việt Nam 2022 lần này. Em xin cảm ơn em tất cả mọi người. Em là cũng thuộc lại là bay cao lắm đó. Không, ý mà con bé về mà con bé bay giống vậy là em không bay lại nữa rồi đó. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với thí sinh tiếp theo. Xin giới thiệu Lương Đức Minh với tác phẩm Hỏa Lạc Thần. Em đem tới tác phẩm là Hỏa Lạc Thần. Em sử dụng hình ảnh trống đồng và chim lạc cùng với hình ảnh ngọn lửa là những hình ảnh đầu tiên khi mà khai sinh nước Văn Lang, và từ đó có thể tôn vinh được cái vai trò của người phụ nữ ngay từ những ngày đầu tiên khi hành lập nước. Những cái chất liệu khi mà em dùng để thực hiện bộ trang phục chủ yếu là gấm. Cánh thì em sẽ cắt CNC bằng mica hoặc là kim loại. Những hình ảnh chim lạc trên bộ đồ thì em sẽ làm bằng simili chén gương vàng ạ. Xin cảm ơn Đức Minh ạ. Không biết là Thảo em nghĩ sao về thiết kế này? Thực ra em khá là thích thiết kế này, bởi vì bạn thiết kế rất là đẹp cũng như là rất là hài hòa. Và đặc biệt là khi mà nhìn cái thiết kế này đó là Thảo nghĩ đến Tính Thái ạ. Tính Thái nhiều màu đỏ quá rồi em. Nhưng mà bộ trang phục này thì riêng Tính Thái lại thấy là nó khá là quen thuộc. Thành phẩm thì chắc chắn là anh nghĩ là em sẽ có thể làm được. Các phần vải màu đỏ theo kết thì anh nghĩ là nó đơn giản với em. Đương nhiên thì cái bộ trang phục này thì anh cũng rất là muốn thuộc về team của mình. Tuy nhiên rằng là riêng về các văn hóa trống đồng, chim lạc anh vẫn chưa cảm được. Chắc là mình sẽ nhờ một mentor khác có thể sẽ hướng dẫn cho bạn. Vâng ạ, và bây giờ thì xin mời các mentor đưa ra sự lựa chọn. Chúng ta có quá là nhiều sự đồng ý đây, đến từ nhà thiết kế Tính Thái, nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn. Dạ không, thì ngay đây cũng là một thiết kế đẹp mà mọi người. Mọi người ơi. Ủa nhưng mà mình, nhưng mà người à? Vừa lúc nãy là Tính Thái vừa nói là sẽ nhờ một mentor khác. Nhưng mà Tính Thái nhưng mà giờ... nhưng mà vô như này là để động viên tinh thần cho bạn, là một lời khen. Tôi giống ai tôi động viên. Đúng rồi à. À bây giờ phải dùng mối quan hệ cá nhân nữa hả? Đi lộ nguyên hình đi. Một lần nữa thì là bộ trang phục này em đã từng làm rồi và em không có được kết quả cao trong một cuộc thi khác. Và anh nghĩ là với cái sự mà thay đổi này cũng như là sau khi em đã nghiên cứu tất tần tật những cái thứ liên quan tới cái bộ trang phục này và em chỉnh sửa ở một cái phiên bản tốt hơn cái ý tưởng của em thì đây là một cái bộ trang phục khá là hoàn chỉnh và anh nghĩ là em nên về đội của anh vì... Vì người quen đúng không? Vì người quen. Không, vì là trước đó anh đã từng hướng dẫn cái bộ trang phục mà em đã từng làm rồi thì với cái bộ trang phục này anh nghĩ anh sẽ là một cái người đồng hành tiếp tục với em để có thể tạo ra một sản phẩm tốt hơn. Em biết không, cái người mà đã làm một lần mà em bị rớt rồi á, nữa em có làm lại lần thứ hai. Em phải qua đội của anh. Đúng. Anh là chuyên về là trống đồng và chim lạc đó. Đúng. Nên là em hãy về đội của anh sẽ làm đẹp hơn cái bộ này luôn cho em. Cái Hỏa Lạc Thần này Văn Thành Công đã từng làm rồi thì anh nghĩ là kinh nghiệm cũng gọi là xương máu, nhưng mà để cái độ mà máu lửa thì em về đội của bạn Công kia. Minh Công. Minh Công. Minh Công thì sẽ tốt hơn. Đấy thì theo em thì em... Người ta đã làm một bộ bị rớt rồi. Bây giờ làm lại nữa cũng vậy à. Em nên suy nghĩ thật kỹ cái ý đó nha. Cái ý mà làm một lần mà rớt á. Nó có huồn á em, hiểu không? Nó có huồn á. Người Việt Nam mà đâu có thích như vậy đâu em. Hay là em làm với anh đi. Em làm với anh đi. Cho anh đã thấy được không? Anh để cho bạn mentor khác nhưng mà anh dơ. Ok thôi em chọn đi. Ủa mentor chọn em thì em cũng khá là đắn đo. Nhưng mà lần này thì em cũng thật sự là muốn một lần nữa cùng anh Công để làm một phiên bản nó tốt hơn ạ. Em với anh Công thì khá là hợp tính với nhau, thì khi làm việc với nhau thì nó sẽ suôn sẻ hơn. Lần này rớt nữa là đáng chịu nha. Tôi đã thấy tín hiệu từ hai bộ đồ màu trắng và tôi không đồng ý điều đó.
đây xin mời thí sinh Phan Trần Duy Hoàng với tác phẩm Rồng Rằm Tây Ninh. Tác phẩm của em là Rồng Rằm. Rồng Rằm tức là con rồng nhan được múa vào ngày rằm tháng 8 tại hội Yến Diêu Trì Cung. Là một đứa con 20 năm trời lớn lên ở cái vùng đất này thì thật ra là thề em chỉ được đúng một lần được đi xem con múa rồng nhan, và năm đó con rồng nhan nó còn bị cụp đầu nữa. Nó để lại cho em rất là nhiều những kỷ niệm. Và em xử lý cái bộ đồ này hoàn toàn thời trang và không dùng gọng hay bất kỳ những thứ gì gọi là lồng hay là cái đầu con rồng, cái đầu con lân. Thì em sẽ tách item như sau. Thứ nhất, đó sẽ là một chiếc áo dài màu xanh biển. Và em sử dụng kỹ thuật là vẽ những cái họa tiết mây vân sóng nước. Đó là cái họa tiết dính ở trên cái con rồng nhan phiên bản thật của em luôn. Thì em sẽ vẽ. Và ở bên cái phần quần em sẽ sử dụng quần may chất liệu là da. Và em sẽ patch một cái smocking. Em sẽ smocking để tạo thành cái vảy rồng. Và em sẽ đánh chéo hai bên đùi để tạo ra một cái... Nhìn nó có vẻ hơi anh hùng một xíu ha, nó có vẻ hơi hiện đại nhưng mà nó vẫn rất là thời trang. Em tự tin về điều đó. Và item thứ hai mọi người sẽ nhìn đó là phần miệng của con rồng. Nó sẽ là một cái corset nhưng mà nó nhỏ thôi, nó chỉ là một phần định hình ở bụng thôi. Nhưng mà em sẽ chằn bông để tạo thành cái shape miệng của con rồng. Cái shape này nó có vẻ giống như là cái shape chằn bông của Gigi Hadid trong cái bộ Versace mới. Đây là cái bông màu đỏ, cái shape chằn bông của nó là như vậy. Và cái item thứ hai em muốn nói đến đó chính là phần cánh hai bên, đó chính là phần mắt của hai con rồng. Nó sẽ là một cái cổ giả em đặt lên vai và nó sẽ tạo ra được một cái phần cánh như thế này. Nó là một cái item thứ hai. Và cái item tiếp theo đó chính là cái áo choàng này đây. Nó là iconic của bộ đồ này. Màu xanh em sử dụng không có hoàn toàn là một màu xanh ý nghĩa. Nó không có phải là một màu xanh em tự ý bỏ vô. Cái phần sái trên lưng con rồng quê hương em, nó là màu xanh lá cây như vậy. Và may mắn sao cái màu xanh này nó lại vô cùng khớp với lại cái viên ngọc Midrand Việt Nam. Dạ. Cái phần item thứ hai là một cái con mắt. Em sẽ làm những cái lồng giả để làm thành những một cái đầu giả đằng sau lưng của người mẫu. Khi mà mình đội cái nón lên, nó sẽ tạo ra một cái form tròn đầu ôm. Cái nón em đã nghiên cứu rồi, nó rả rập khá là dễ và nó mang lại hiệu quả khá là cao. Xin cảm ơn bạn Duy Hàng rất là nhiều. Cái áo choàng á, em làm màu vàng đi thì nó sẽ nổi bật và nó rất là ăn với Miss Grand. Tại vì Miss Grand thường thường là tông màu vàng. Cái phần lông ở đây á, thì mình thấy rất là đẹp luôn. Cái phần lông của con rồng thì làm sao để mà bạn làm ra được một cái lông mà cái sợi nó dài như vậy và nó puff. Nó giống như là một cái bộ tóc gì đó. Dạ. Thật là khó chịu khi mà em không thể đưa form áo mà em đã nhìn thấy trên Pinterest lên đây. Nhưng mà dạ, em đã thấy một cái áo choàng lông người anh mà thật sự may form rất là Eskimo to và một cái nón rất là to. Mình chỉ cần việc rã đập của mình thôi anh. Mình may lót ở trong dày bao nhiêu thì phủ lông lên nó bồng nó cứng y như mình muốn. Xin cảm ơn bạn và xin mời các mentor đưa ra sự lựa chọn. Vâng, như vậy chúng ta đã có nhà thiết kế Văn Thành Công, nhà thiết kế Vũ Việt Hà và nhà thiết kế Tính Thái và nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn đã lựa chọn. Em xin... đã sử dụng biểu tượng Miss Grand Việt Nam là giành quyền ưu tiên, giành bạn thí sinh này thuộc về team của mình. Hồi hộp nhưng mà thực ra mình đã được thẻ vàng rất là vinh dự của anh nhà thiết kế Thành Công thì mình sẽ cố gắng làm hết mình. Tại vì anh rất thích cái mẫu thiết kế của em và cách trình bày của em. Welcome em. Khi mà công cảm thấy công thích quá cái thích mình cũng phải dành về phía mình thôi. Trong cuộc thi chỉ có 60 mẫu thôi. Nếu mà mình không dành thì người khác chắc chắn sẽ dành. Cho ta luôn. Chúc mừng em. Xin mời thí sinh Trần Quốc Thuận với tác phẩm Vàng Xuống Hồng. Này chắc phải về mentor Ngọc Thảo mới đúng. Ngọc Thảo ra walk chung liền. Trần Quốc Thuận, 22 tuổi, Miss Grand An Giang. Trang phục của em bao gồm là phần kết hợp từ áo bà ba với lại hình ảnh hoa súng.
áo bà ba là mình sẽ làm từ phần von kính và mình kết cườm chạy theo đường chỉ áo để tạo nên hiệu ứng như hình. Hoa súng thì sẽ xếp tầng. Hoa súng là bằng hoa súng gì em? Dạ hoa súng này là hoa súng ma, hoa súng hồng. Ý là tên của nó thường là người ta gọi là hoa súng ma tại vì nó mọc dại anh. Dạ em nghĩ là cái này là mình có thể làm thủ công. Anh chỉ thắc mắc là cái tùng màu xanh lá cây của em á, nó sử dụng bằng chất liệu gì thôi? Em sẽ sử dụng cái ống nhựa trong mà mình để truyền nước mà dạng ống nhỏ anh. Cái ống nhựa trong thì làm sao nó ra được màu xanh lá cây đó? Dạ mình có thể cho sơn dạ. Xịt sơn nó không đẹp như vậy đâu. Anh nghĩ là cái này em phải dùng vải mà xếp ly xong rồi đâu kết hoặc là thêu nổi lên á để tạo thành cái cánh sen á thì nó sẽ hiệu quả hơn. Ồ, nhưng mà cho anh hỏi cái là Thuận đã từng có kinh nghiệm thiết kế và may vá này kia chưa? Hay là đây là lần đầu tiên em đến với sân chơi này? Dạ, thật ra là lần thứ hai ạ. Nhưng mà em thì em chưa có kinh nghiệm. Em bước ra kết quắc nè, trình bày rồi này kia rất là tự tin, dễ thương. Nhưng mà khi mà trình bày về chất liệu và mọi thứ thì em rất là bối rối. Theo anh Nam thì anh Nam thấy là cái thiết kế của em với màu sắc, với cái chủ đề thì nó rất là dễ thương và lên sân khấu thì nó cũng sẽ rất là đẹp mắt. Nhưng mà nếu như em không có nhiều kinh nghiệm về mặt và bắt đầu triển khai thì đó cũng là một cái cản trở khi mà chọn lựa cái thiết kế này. Và bây giờ thì xin mời các mentor đưa ra sự lựa chọn của mình. Như vậy là chúng ta có nhà thiết kế Văn Thành Công để lựa chọn bạn Trần Quốc Thuận về team của mình. Công thấy đây là một trong những cái thiết kế nó có một cái chất riêng biệt, tại vì nó là một cái gì đó nó cũng rất là mới mà nó rất là Việt Nam. Nên khi mà vừa thấy cái bản thiết kế này thì Công đã chọn về đội của Công. Quốc về thẳng nhà anh Công liền em. Cái từ này là phải cho đi. Yeah. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với thí sinh Lê Quang Thắng với tác phẩm Liên Trắng, Hương và Tết Trung Thu. Em mang đến cuộc thi Miss Grand Việt Nam năm nay đó là ba bộ trang phục. Bộ trang phục đầu tiên em thiết kế lên bản vẽ đó là bộ Tết Trung Thu, sau đó là bộ nhang và cuối cùng là bộ liên trắng. Và trong ba bộ này so sánh với mặt bằng chung thì em cảm thấy nó đang ở mức an toàn. Và em cũng mong muốn rằng là các mentor có thể hỗ trợ em có thể thực hiện một trong ba bộ này để cho nó hoàn thiện nhất và đẹp nhất đến với mọi người. Thì em tâm đắc nhất nó là bộ liên trắng. Bộ liên trắng của em thì được truyền cảm hứng cực kỳ mạnh từ bộ Ometro của nhà thiết kế Tín Thái. Em sử dụng chất liệu đó là nhựa trong để may lên chiếc áo dài. Và em muốn thể hiện lên một Việt Nam trong tương lai, một Việt Nam tươi mới, một Việt Nam phát triển hơn. Những cái hoa sen ở đây em sẽ sử dụng những các nguyên liệu tái chế, chẳng hạn như chai nhựa để em làm lên cái hoa sen. Và ở giữa em sẽ làm đèn để có cái hiệu ứng. Còn về phần cánh, em có hai cái option. Đầu tiên thì em tính đến là nhựa resin. Nếu như em không thể nào tạo được hình như là cái bản vẽ em mong muốn thì em sẽ đổi qua là nhựa PVC để em có thể khò lửa để tạo nên cái hình cánh cho nó đẹp nhất. Còn về form dáng thì trên test của em đây đó. Và em mong là các 6 vị mentor cho em một lời nhận xét. Em đem đến cuộc thi tới 3 cái bản vẽ. Bộ hương thì chúng ta cũng sẽ có một số cái mẫu hương rồi đúng không? Bộ Tết Trung Thu thì nó cũng khá nhiều sắc màu nhưng mà cái bánh Trung Thu to quá. Làm cho anh hình dung lại cái mùa Trung Thu này á, anh nhận được bánh Trung Thu của các nhà thiết kế tặng rất nhiều và nhắn gửi rằng là anh Nam ơi, bánh không có chất bảo quản, chỉ trong một tuần anh phải ăn ngay và không hề mập đâu. Đó thì anh cảm thấy rất là lo lắng nếu mà bánh Trung Thu bự như vậy. Đó thì cái bộ thứ ba, cái bộ liên trắng thì đúng là cũng hấp dẫn anh hơn, trong nó sẽ có nhiều đất diễn và nó cũng sẽ khá là lung linh và nó có gì đó màu sắc liêu trai lên trên sân khấu. Tuy nhiên anh góp ý một chút về cái cách đặt tên, ví dụ như là Hán Việt thì Hán Việt hẳn đi, ví dụ như là Bạch Liên, còn nếu mà Thuần Việt thì là Sen Trắng, nghe nó vẫn rất là bình dị mà nó dễ thương, chứ nghe vừa nửa này nửa kia thì nó không có hợp lý lắm về mặt ngôn ngữ, thì mình nên suy nghĩ lại về cái tên. Nhưng mà anh vẫn vốt cái bộ màu trắng. Anh với em đã từng làm việc với nhau rồi ha. Thế em nên công người hết thì đây là chương trình The Next Người Nhà. Gì mà mới thí sinh đi ra cái là ha, quen biết nhau rồi cái là thôi khỏi nói gì nữa rồi. Mình cảm thấy là mình hơi bị tuổi thần tí xíu, tại vì Minh Công chắc là nhà thiết kế trẻ thì có nhiều quan hệ cũng như là biết được rất là nhiều các bạn thí sinh trẻ. Tính ra là trong cái cuộc thi này em quan hệ rộng dữ. Mà cảm giác bị đại trà.
à, không phải đại trà nha, từ nãy giờ là những người em quen biết đều là những người chất lượng nha. Khi mà mình ngồi mình nói về những cái mối quan hệ, những cái gì đó rất là quen thuộc á, thì mentor khác cũng trầm trồ lại dùng mối quan hệ cũ nữa rồi. Khi mà anh tiếp xúc với Thắng cũng như là lúc mà anh làm việc trước đó thì anh biết em có một cái máu làm việc rất là đam mê và rất là quyết liệt á. Khi mà cái hôm mà anh với anh Tuấn á chấm bài thi cho em và em không được chọn cái bộ trang phục đó và em đã xin anh với anh Tuấn là sẽ phải vẽ lại để thuyết phục anh với anh Tuấn, thì cái cơ hội đó là một lần nữa dành cho em. Thì ngày hôm nay á em đến đây với ba bộ trang phục thật sự là một cái rất là mới với em. Một bạn lúc trước á còn e dè thì ngày hôm nay em thể hiện nó rất là xuất sắc, và anh nghĩ á là với ý tưởng của em cũng như là với sự quen biết của chúng ta thì anh nghĩ là anh sẽ là cái người giúp đỡ em để hoàn thành tốt một trong ba bộ trang phục này. Dạ, xin cảm ơn anh. Lời đầu tiên thì anh xin chúc mừng em với ba thiết kế rất là đẹp, nhan cũng đẹp và trung thu cũng đẹp. Nhưng mà cái mà đập vào mắt anh nhất đó là cái bộ điên trắng. Đặc biệt hơn nữa là bởi vì cái tình cảm của em dành cho anh gây cho anh một cái ấn tượng rất là lớn. Và anh cũng rất là muốn đồng hành cùng với em để mà cho ra được một cái sản phẩm thật là thỏa mãn và mãn nhãn mọi người. Không biết đây có phải là tác phẩm màu trắng đầu tiên mà anh Tính phái chọn? Từ xưa đến giờ Tính cũng nghĩ rất là nhiều bộ trắng rồi, nhưng mà vẫn chưa có cơ duyên nào được làm ra thành thật. Thì hy vọng rằng là với cái duyên này em sáng tác ra bộ này, và với cái tình cảm này thì hy vọng rằng là anh sẽ là cái sự lựa chọn của em để em có thể đồng hành. Anh nghĩ là cái tình cảm này cũng dành cho anh mà đúng không? Tình cảm nào cũng phải sinh sôi chứ em. Không, em ra là bây giờ là trong tim của Công đang còn thiếu một mảnh ghép. Và anh Công nghĩ là cái bộ trang phục của Thắng là một cái mảnh ghép hoàn hảo cho tim của Công. Nên Công muốn dành cái bộ trang phục này. Từ nãy đến giờ những cái bộ trang phục của anh đều là màu sắc rất là nhiều rồi. Thiếu một duy nhất mỗi một bộ, đó là bộ màu trắng trơn như em đã cho ra. Anh rất là hy vọng là em sẽ chọn anh. Và cái sở thích của Tính Thái đó chính là lấy học trò của Minh Công. Ở đây thì em thấy là có anh Công, anh Tuấn cũng thích. Chị Thơi xin được Ở đây thì em thấy là có anh Công, anh Tuấn cũng thích. Chị Thơi xin được Bây giờ Tính Thái không cho vote nữa. Không cho vote nữa, giật luôn. Bởi vì ở đây có cả hai anh đều thích cho nên là cảm thấy là hơi bị đe dọa, cho nên là phải giành lấy liền. Em phải là của anh. Chúc mừng. Xin mời anh. Xin mời lên ôm nhau đánh thiết. Chào Vương Miện à. Chào Vương Miện đi. Cảm thấy rất là hạnh phúc. Bộ trang phục liên trắng được truyền cảm hứng từ nhà thiết kế Tính Thái rất là nhiều. Và đây cũng là vé vàng mà anh Tính Thái dành cho em. Khoan khoan khoan, phải lên sân khấu để trao tượng vàng. Lên sân khấu kìa. Nếu như mà một bộ trang phục hoàn toàn mang sắc đen trơn đã có trong tim của Tính Thái rồi, tại sao mình không chọn một bộ trắng trơn? Hơn nữa bạn đã có một cái tình cảm rất là đặc biệt đối với Tính Thái, thì Tính không nỡ lòng nào mà chối từ cái tình cảm của bạn. Dành học trò mà kiểu mà rất là thể hiện nha. Chúc mừng Tính Thái. Một lần nữa xin chúc mừng bạn thí sinh và xin chúc mừng mentor Tính Thái. Quý vị thân mến, nãy giờ chúng ta theo dõi những cái tập phát sóng thì chúng ta có thể cảm nhận được một cái sát khí giữa các mentor với nhau. Vậy thì làm sao để mà các mentor có thể hàn gắn cái tình cảm này sau cái chương trình này? Đó chính là nhờ vào một cái hoạt động rất là dân dã với người dân Việt Nam. Và có một cái âm thanh quen thuộc cũng chính là chủ đề của tác phẩm kế tiếp. Xin giới thiệu thí sinh Nguyễn Đức Lương với tác phẩm 1, 2, 3, vô! Xin chào Việt Nam! Xin chào Miss Grand 2022! Và em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Đức Lương, sinh năm 2000 và hiện đang là sinh viên trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Em mang đến trang phục đó chính là 1, 2, 3, vô. Khi thực hiện trang phục này thì mặt trước của em sẽ có một cái khung xung quanh tạo nên một cái background phía trước để chụp hình như vậy, bằng kẽm và cũng như là thanh nhôm. Và sau khi ra giữa sân khấu thì em muốn quay lại đó chính là một hình ảnh rất là thân thuộc và cũng như gần gũi với người dân Việt Nam chúng ta. Đó chính là hình ảnh cổng cưới. Cũng là cổng cưới mà đó lạ lắm rồi nha. À, em thực hiện cổng cưới này bằng cách là sẽ sử dụng sáp màu và cũng như là khung kẽm để có thể uốn lên được. Điểm nhấn của bộ trang phục của em đó chính là hình ảnh bộ đồ bộ rất là thân thuộc gần gũi này. Các phần tay, cái mô hình này sẽ được một cái khớp ngay vai này. Và khi mà người trình diễn cầm một ly bia thì ngay đó nó sẽ gắn
một cái nói để có thể khi vô lên thì tất cả cái những cái khớp tay này sẽ vô lên và tạo được hiệu ứng sân khấu cho phần này. Thì em tưởng tượng là khi ra giữa sân khấu thì chỉ cần 1, 2, 3 vô vô lên thì bạn bè quốc tế sẽ nghĩ ngay tới Việt Nam liền, là hết hồn luôn đó em. Dạ, hết hồn luôn. Vâng, và ngay sau đây xin mời các mentor hãy đưa ra sự lựa chọn của mình. Rất là tiếc với lại bạn Đức Lương, xin chia buồn với lại bạn. Mời một mentor không chia sẻ. Không biết là cái mentor có thể chia sẻ lý do tại sao bạn lại không may mắn trong vòng thi này. Anh nhìn cái bộ trang phục của em nó vui nhưng mà nó không đẹp. Nó nằm ở cái chuyện đó là nó sẽ viral khi mà bước lên sân khấu là kiểu vô này nọ, nhưng mà khi mà nhìn lại mọi thứ nó có phải thời trang hay không, nó có phải là national custom hay không thì là nó không. Tại em đang tả quá thực về cái bàn nhậu đám cưới. Anh thấy là cái idea này nó rất là hay, rất là thú vị, anh rất là muốn thấy nó trên sân khấu, nhưng mà về phần thẩm mỹ thì nó không thuyết phục được anh. Đối với anh thì cái chuyện mà quảng bá một cái tinh thần ăn nhậu thì anh tất nhiên là anh không đồng ý rồi. Bản thân anh là một người sống rất là tích cực anh và healthy, anh không bao giờ quảng bá một cái vấn đề như vậy, vì cái việc mà ăn nhậu và xảy ra những cái tai nạn phía sau thì luôn luôn là thảm khốc và đau thương, nên cái việc mà quảng bá hình ảnh Việt Nam mình là một đất nước ăn nhậu thì anh không bao giờ mong muốn điều đó. Em nghĩ là mỗi tiêu chí của một mentor nó sẽ khác nhau, nên là việc mà mình không lựa chọn thì mình sẽ không phù hợp với những tiêu chí của những mentor đó. Ok. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Xin cảm ơn các mentor. Và xin cảm ơn bạn Đức Lương rất là nhiều. Cố gắng giữ năng lượng để trở lại nha. Ở chặng đua cuối cùng, bên cạnh nhiều thiết kế khiến các mentor đau đầu lựa chọn, nhiều thí sinh đã không may mắn phải dừng chân tại phòng thi vì không thể tiết mục thành công ban giám khảo. Về cái nguyên tắc mình sử dụng một số cái họa tiết quốc kỳ hay là bản đồ nước thì là những cái yếu tố đó rất là thiêng liêng, cái vị trí đặt để nó rất là quan trọng. Đó thì em đang để vị trí rất là thấp phía bên dưới thì là một điều rất là cấm kỵ. Tại vì anh thấy không có hiểu cái ý nghĩa của cái vòng tròn xong rồi nước rơi đó, nó liên quan gì đến cái bộ đất rừng phương Nam của em á. Và ngay sau đây xin mời các mentor đưa ra sự lựa chọn của mình. Wow, thật là một kết quả rất là đáng tiếc. Lan xin chia buồn với bạn và xin chúc cho bạn may mắn hơn trong những lần thi kế tiếp ạ. Với công thức được nghiên cứu tại hai trường đại học danh tiếng và được kiểm chứng bởi hai phòng thí nghiệm hàng đầu, Elasten là sản phẩm collagen được tin dùng và bán chạy nhất tại thị trường Đức trong nhiều năm qua. Sự trải nghiệm. Sẽ đến với thí sinh Nguyễn Ngọc Tứ với tác phẩm Vũ Khúc Thủy Đình. Cô em mang tên là Vũ Khúc Thủy Đình, lấy cảm hứng từ văn hóa nghệ thuật múa rối nước. Phần mái đình thường là những phần mái đình ở ngoài là nó sẽ có màu đỏ, bởi vì đèn đó, đèn của sân khấu chiếu vô thì nó sẽ có màu đỏ. Nhưng em muốn cho nó khác đi nên em đưa màu vàng đồng lên mái ngói. Và còn phần nước ở dưới là em lấy từ quả tiết áo Nhật Bình, và phần tà sao cũng vậy luôn. Và phần hiệu ứng sân khấu thì sẽ có đèn LED gắn vào đám mây nước ở dưới. Khi người biểu diễn đi ra thì sẽ đóng màn lại và làm cử động mấy con gấu ở dưới nó sẽ múa cái tay lên. Cho anh hỏi phần hai cái cánh của ngay hông á là em làm bằng cái gì ạ? Dạ xốp ạ. Xốp xong rồi tạo thành vân nước hả? Dạ đúng rồi. Cái đó nó nhẹ nhưng mà cái xốp nó dễ bị gãy lắm á, thì phải cân nhắc cái phần đó. Anh có một góp ý nhỏ là giống như mình làm về đình miếu chùa này nọ thì cái phần hở của chân á mình sẽ phải hạn chế, em đừng có để cho nó hở như vậy. Anh nghĩ là nó là một cái body suit
xuống luôn, rồi xong rồi mình sẽ đính rơi cái phần đó để che được cái phần đùi á, nhìn nó sẽ đỡ thô hơn và nó kiểu nó trang trọng. Anh có cái sự phân vân, mặc dù màu sắc rồi bố cục mọi thứ cái mẫu này rất là đẹp, tuy nhiên á là với cái màu sắc này thì anh lại gợi nhớ đến cái kiểu dạng như là máy đình làng biển hơn, bởi vì em sử dụng cái tông màu này, cái tông màu của biển cả đại dương, chứ còn rồi cái thủy đình của mỗi đứa nước thì em cũng đã đổi màu nữa, cho nên nó không còn là cái thủy đình mà mộc mạc của ở chốn chùa thầy. Nếu em có thể xem thử trên đó là nó sẽ có cái mái ngói rồi rêu phong, rồi cái phần mà đặc biệt là cái phần nước á, nó sẽ là tông màu xanh ngọc đó, và trên đó thì nó sẽ thể hiện những cái con rối. Nếu như em chọn lựa về nghề làm nông hay là chọn lựa là múa rối Bắc Tiên hay như thế nào đó thì nó sẽ matching hơn. Với thêm nữa là nhìn vào trọng tâm luôn thì em thấy không, là cô mà model đang mặc cái trang phục này, áo màu vàng rồi cái background cũng màu vàng luôn, thì ai sẽ là chính, ai là sẽ là phụ nữa, thì cũng cần là phải làm nổi bật thêm cho cái phần chi tiết này. Xin cảm ơn anh Nam ạ. Xin cảm ơn các mentor, và bây giờ xin mời các mentor đưa ra sự lựa chọn của mình. Như vậy là chúng ta có nhà thiết kế Văn Thành Công đã lựa chọn thí sinh Nguyễn Ngọc Tứ về team của mình. Sao một mình mình ngựa vậy? Không ai dành. Không có ai dành hết rồi. Không ai dành với em hết trơn. Cũng thích những cái mẫu nó thiên về tính dân tộc nhiều hơn là những bộ mà nó bị trẻ quá, đa phần mẫu tôn tạo cái tính dân tộc văn hóa. Công sẽ lựa chọn về đội của mình. Cố lên nha Tứ. Mình để gì trong nhà bếp hả mẹ? Nhà bếp là phải có Quy Phúc. Phòng khách của Quy Phúc. Phòng ngủ của Quy Phúc. Sân vườn cũng Quy Phúc. Có Quy Phúc, nhà thêm hạnh phúc. Quy Phúc, tự hào thương hiệu quốc gia. Cả nhà. Và ngay sau đây sẽ là tác phẩm Tự hào Việt Nam đến từ thí sinh Bùi Hoàng Ân. Xin chào bạn giám khảo cùng 6 vị mentor. Em tên là Bùi Hoàng Ân, 19 tuổi, đến từ Bến Tre, Việt Nam. Đầu tiên em xin giới thiệu về bộ cò trắng. Đầu tiên khi nói đến cò trắng thì người ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh của một người phụ nữ có thân hình mảnh mai gầy guộc và lúc nào cũng chịu thương chịu khó vì chồng con. Nhưng mà em muốn mang đến đây một hình ảnh của một con cò sẽ là phá bỏ mọi quy luật và sẽ vươn đến một cái gì đó tự do và không còn phải cam chịu nữa. Cò trắng thì em sử dụng là áo dài thì sẽ là phần đính kết ở trên của cườm gãy, xong rồi phần tà sẽ là xỏ, xong rồi sẽ rải xuống. Phần tà phía sau thì sẽ là lụa, và ở phía trong của cái tà lụa thì sẽ có một đôi cánh trắng bằng vải để cho có hiệu ứng, thí sinh sẽ sử dụng cái đôi cánh trắng đó lên bằng tay. Ở trên là phần áo trần lông và phần móng thì em sẽ làm bằng kim loại. Tiếp theo là tự hào Việt Nam. Em lấy ý tưởng từ hình ảnh của lá quốc kỳ Việt Nam và hình ảnh của những người Việt. Bây giờ anh không cho em nói nữa. Tình ảnh của những người Việt. Bây giờ anh không cho em nói nữa. Khi mà chiếu cái slide của cái mẫu thiết kế này lên đó là anh đã rất là thích rồi. Và thật sự là team của anh á đang còn thiếu một người. Và anh nghĩ á là trong 5 mentor ở đây á thì cũng không thể nào dành được với anh. Tại vì á mọi người đã sử dụng quyền đặc biệt rồi. Và đây là quyền đặc biệt anh dành cho em. Em không cần thuyết trình nữa. Công phải ngưng liền, không cho Ân nói nữa. Công muốn lên chọn liền luôn để các mentor khác không có dao động cái tư duy của bạn. Nếu mà em về được đội của anh đúng không, thì anh bắt buộc em phải làm bộ trang phục này. Và bộ trang phục này sẽ là để
cất về sau nha. Xin chúc mừng mentor Nguyễn Minh Công và bạn thí sinh Bùi Hoàng Ân. Cố gắng hết mình và hoàn thành bộ trang phục một cách xuất sắc nhất để không làm uổng phí một cái quyền chọn của anh Công. Coi như là chặn họng luôn gì đó. Không, nhưng mà đồ đẹp mà, bộ đỏ kết cấu của trang phục rất là đẹp. Nhưng mà đừng hở quá nha, đừng hở với đừng si ru nha. Em nghĩ là khi mà em nhìn vào là nó không chỉ là cái tự hào của Việt Nam mình ở Miss Grand 2021, chiến thắng của Thùy Tiên. Với bộ trang phục này, bạn phân tích cấu trúc rất là hay. Bạn xử lý cái lá cờ, nó không chỉ là lá cờ hiện vật như vậy mà nó còn là lá cờ ở trên cái cơ thể của người mẫu. Những cái hình ngôi sao bạn cách điệu và bạn đưa vào những cái tỷ lệ rất là đẹp, cùng với những cái cầu vai làm cho cái bộ trang phục trở nên mạnh mẽ. Và một cái chiếc áo dài nó rất là đặc biệt đối với bản thân của em. Và em nghĩ là cái quyền mà em trao cho bạn đó là xứng đáng. Công rất là nổi da gà vì cái bộ trang phục đó. Và team của Công lại thiếu một cái màu sắc, đó là một cái sự quậy quạng đó. Thì tự nhiên Bùi Hoàng Ân đem lấp đi cái khoảng trống đó luôn. Và Công vẫn còn một cái vé vàng, và chắc chắn Công phải chọn bạn. Vì Công rất là sợ các mentor khác sẽ chọn, tại vì Công nhìn thấy là gu của Tính Thái nữa đó. Có gì cho em mượn để em mặc đi bảo được không? Em lấy quá rồi. Đợi một chiến thắng nữa mà đi bảo đúng không? Chiến thắng là chia cho mỗi mentor mỗi người một cây. Tính là một người rất là thích màu đỏ và rất là trông đợi Minh Công và bạn có thể mà làm ra được cái bộ này thật là xuất sắc và thật là nổi da gà. Okay. Như là Minh Công đã từng nói. Anh đang nghĩ bộ này sẽ là bộ kết show vì là có quốc kỳ của Việt Nam. Nhưng mà anh mong là với bàn tay của mentor Nguyễn Minh Công thì nó sẽ còn hoàn hảo và sẽ còn tạo một cái hiệu ứng dữ dội hơn cái bản vẽ này nữa. Em sẽ cố gắng cùng anh để có thể có một cái bộ trang phục kết show thật sự là xuất sắc. Kết show bộ này nha. Dạ rồi, bơ đét nha em. Vậy là những nhân tố cuối cùng trong đội của các vị mentor đã chính thức lộ diện. Các mentor cùng các bạn thí sinh đang gấp rút chuẩn bị cho phần ra mắt các bộ trang phục thật ấn tượng và hoành tráng. Với vô số những ý tưởng thú vị, mới lạ, cùng với sự đầu tư nghiêm túc, chỉnh chu và sự hướng dẫn tận tâm của các vị mentor, liệu bộ trang phục nào sẽ tỏa sáng nhất, giành lấy vị trí cao nhất và được Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 mang đến đấu trường Miss Grand International 2022 sắp tới? Hãy cùng chờ đón đêm trình diễn trang phục dân tộc National Custom sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 23 tháng 9 năm 2022.